Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đang muốn mua lại hãng Aerojet Rocketdyne này chuyên về thiết bị không gian vũ trụ và vũ khí siêu vượt âm với giá 4,4 tỷ đô la. Nếu việc tập đoàn Lockheed Martin mua lại hãng Aerojet Rocketdyne thành công, sẽ giúp cho gã khổng lồ vũ khí này nắm được nhiều bí quyết và kinh nghiệm trong không gian, động cơ và các đầu đạn chiến lược. Các tin tức cho biết, các việc thương thảo vẫn đang diễn ra khá thuận lợi. Tập đoàn Lockheed Martin đang rất quan tâm đến vấn đề vũ khí siêu vật âm và vũ khí không gian. Đây là hai lĩnh vực mà Bộ Quốc phòng Mỹ rất ưu tiên và đầu tư rất nhiều với mức độ ngày càng tăng mạnh trong những năm gần đây. Việc sở hữu hãng Aerojet Rocketdyne sẽ giúp tập đoàn Lockheed Martin có nhiều kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực động cơ đẩy, do động cơ của hãng Aerojet Rocketdyne đã là một phần trong chuỗi cung ứng trên nhiều quốc gia về không gian, hàng không và tên lửa. Tổng giám đốc tập đoàn Lockheed Martin, ông Jim Tyler phát biểu rằng, việc sở hữu hãng Aerojet Rocketdyne sẽ duy trì và gia tăng sức mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Điều này sẽ giúp giảm giá thành cho các khách hàng, cũng như giảm thuế của người đóng thuế nước Mỹ. Việc mua lại hãng Aerojet Rocketdyne cũng sẽ giúp cho tập đoàn Lockheed Martin hỗ trợ tốt hơn cho các nhiệm vụ an ninh của quốc gia Mỹ và các nước đồng minh và giúp cho Mỹ giữ được vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực không gian và vũ khí siêu vật âm. Ông cho biết thêm rằng, vấn đề không nằm ở việc sở hữu hãng Aerojet Rocketdyne sẽ tốn bao nhiêu chi phí. Cốt lõi là chúng tôi sẽ hợp tác với nhau tốt hơn và là nhà cung cấp tốt hơn cho các khách hàng. Vấn đề chính chỉ là phối hợp và hợp nhất giữa hai thực thể công ty với nhau. Diễn biến của việc mua lại hãng Aerojet Rocketdyne sẽ bắt đầu giai đoạn 2 vào năm 2021 và cần phải có sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng Mỹ và Chính phủ Mỹ. Ông Tyler hy vọng mọi thứ sẽ theo đúng kế hoạch, do trước đó tập đoàn Northrop Grumman cũng đã mua lại hãng Orbital ATK, cũng chuyên về động cơ đẩy và đạn dược giống như hãng Aerojet Rocketdyne. Tập đoàn Lockheed Martin đứng hạng 1 trong số top 100 công ty vũ khí năm 2020. Còn hãng Aerojet Rocketdyne xếp hạng 51. Năm 2019, hãng Aerojet Rocketdyne đạt mức lợi nhuận 2 tỷ đô la và hiện có 15.000 công nhân làm việc tại 15 nhà máy và công ty con. Tập đoàn này cũng công bố cho biết rằng Lockheed Martin đã sản xuất và bàn giao 123 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II trong năm 2020. Theo thông báo của tập đoàn Lockheed Martin, chiếc máy bay F-35 thứ 123 là phiên bản F-35A và là loại máy bay cất cánh hạ cánh theo kiểu thông thường được sản xuất tại nhà xưởng Cameri, Italia. Chiếc máy bay F-35 này sau đó đã được bàn giao cho không quân Italia. Trong năm 2020, đã có 74 chiếc máy bay F-35 được bàn giao cho không quân Mỹ, 31 chiếc được giao cho các đối tác quốc tế và 18 chiếc được giao theo các hợp đồng mua bán quân sự. Do tình hình dịch COVID-19 nên kế hoạch sản xuất máy bay F-35 đã được điều chỉnh từ kế hoạch 141 chiếc xuống còn từ 117 đến 123 chiếc. Điều này đã làm gia tăng chi phí sản xuất và làm trễ hẹn bàn giao các máy bay tàng hình. Phó giám đốc chương trình máy bay F-35, ông Bill Brozen đã cho biết rằng việc Lockheed Martin đã sản xuất và bàn giao 123 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II trong năm 2020 và đạt được cột mốc trong sản xuất máy bay F-35 giữa tình hình dịch bệnh trên quy mô toàn cầu là một sự nỗ lực đáng khen của các đội trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với các khách hàng. Tập đoàn Lockheed Martin đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm làm nhẹ các ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các nguồn cung cấp linh kiện, thực hiện phân bổ nhân lực làm việc theo lịch trình, đẩy nhanh việc thanh toán để hỗ trợ các nhà cung cấp bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch. Tập đoàn Lockheed Martin đã hỗ trợ thanh toán nhanh cho hơn 400 nhà cung cấp ở 45 tiểu bang và quốc gia. Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 được đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay. Hiện đã có tổng cộng hơn 600 chiếc đã được sản xuất và đang hoạt động tại 26 căn cứ và trên các tàu sân bay. Hiện đang có hơn 1.200 phi công, 10.000 nhân viên bảo trì đã được huấn luyện. Tổng cộng máy bay F-35 đã được tiến hành là trên 350.000 giờ bay tại 9 quốc gia đang được trang bị máy bay F-35. Không quân Mỹ đã triển khai máy bay F-35 trong 18 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm 2019
cho đến tháng 10 năm 2020. Phần cuối bản tin là một thông tin cực hot về việc lực lượng không quân Mỹ vừa công bố hình ảnh chiến đấu cơ F-15C Eagle phóng tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder phá hủy mục tiêu ở tầm gần, là một máy bay không người lái. Kính thưa quý vị, tác chiến hiện đại với vai trò của các máy bay không người lái UAV đang ngày càng quan trọng, thậm chí tại cuộc xung đột Nagorno-Karabakh mới đây, các UAV lại là vũ khí chính khiến cho đối phương thiệt hại kinh hoàng. Chính vì điều này, không quân Mỹ đã gia tăng diễn tập khi cho máy bay F-15C, loại máy bay chiếm ưu thế trên không để bắn hạ các UAV. Đây là hình ảnh tương đối hiếm thấy của tiêm kích F-15C khi máy bay chiếm ưu thế trên không này, vốn được mệnh danh là kẻ thống trị đáng sợ nhất trên bầu trời, thực hiện nhiệm vụ bắn hạ mục tiêu trên không lại chính là máy bay không người lái UAV. Hình ảnh từ sự kiện cho thấy tên lửa AIM-9X Sidewinder được phóng ra khỏi giá treo của máy bay F-15C, sau đó lao vào mục tiêu là một máy bay không người lái, tạo ra những tia lửa và mảnh vỡ trên bầu trời. Chiếc chiến đấu cơ F-15C trong hình ảnh mới công bố thuộc phi đội máy bay chiến đấu số 493, hay còn gọi là Grim Reaper, thuộc không quân Mỹ. Đơn vị này hiện đóng ở căn cứ Ráp Lakenhit của Anh. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hoạt động huấn luyện này đã giúp các phi công nắm vững thao tác sử dụng tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại tấn công máy bay không người lái loại nhỏ. Thông cáo báo chí cho biết rằng, khóa đào tạo giúp các phi công đáp ứng được những yêu cầu mà nhiệm vụ đặt ra và tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu. Dù thông tin về máy bay không người lái bị bắn rơi không được tiết lộ, nhưng theo tờ The Driver, máy bay này có thể đã được phóng từ Aberport, trung tâm thử nghiệm máy bay không người lái của Anh, và chiếc tiêm kích F-15C đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chỉ với một phát bắn. Tiêm kích F-15C bắt đầu hoạt động trong không quân Mỹ từ năm 1976. Trong suốt những thập kỷ qua, F-15 được xem là kẻ thống trị bầu trời cho đến khi tiêm kích tàng hình F-22 Raptor được đưa vào hoạt động. Tuy ra đời đã lâu nhưng cho đến ngày nay, chúng vẫn là tiêm kích thế hệ thứ tư có sức mạnh cũng như kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nhất trên thế giới. Từ khi đi vào hoạt động, các chiến đấu cơ F-15 của Mỹ đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích cũng như đối đầu với các chiến đấu cơ đối phương. Đáng chú ý là trong hàng trăm trận đối đầu với chiến đấu cơ đối thủ, chiến đấu cơ F-15 luôn giành được chiến thắng và chưa từng bị đối phương bắn hạ. F-15 là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai động cơ phản lực mạnh mẽ, radar tiên tiến cùng với hệ thống vũ khí cực mạnh. Với hai động cơ phản lực Pratt & Whitney F-100 PW100 hoặc PW200 giúp cho máy bay đạt tốc độ tối đa 2.665 km/h. Vũ khí chính của F-15C là 4 tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow hoặc AIM-120 và 4 tên lửa hồng ngoại AIM-9X Sidewinder. Một số phiên bản F-15 được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh chuyên dùng để tiêu diệt mục tiêu mặt đất như bom thông minh Zidam, Paveway, tên lửa hành trình AGM-65, tên lửa chống hạm Harpoon. Tổng trọng tải vũ khí của F-15C là 7,3 tấn, trong khi phiên bản F-15E lên tới 10,5 tấn và phiên bản mới nhất F-15EX lên tới 12 tấn. Cảm biến chính của F-15C là radar xung Doppler ANAPG-63. Hiện nay, Mỹ đang biên chế chủ yếu dòng chiến đấu cơ F-15C phiên bản một chỗ ngồi dành cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và phiên bản đa năng F-15E có thể làm nhiệm vụ đối không, đối đất và cả đối hạm khi cần thiết. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.